màu của chanel sặc sỡ không? Màu rất là tươi ha. Những màu này là màu cho summer ha. Đây là cái bộ nail bên này là Christine đã phối màu xong ha. Hôm nay là mình sẽ có cái màu green, màu blue, yellow. Nói chung là những cái màu rất là tươi. À, màu rất là tươi và rất là dễ thương nha. Chào mọi người, hai Trang Vy, hai Anna, hai Hậu, hai chị Lily, hai Trang Nguyễn. À, đây là cái bộ nail mà Christine sẽ phối những cái màu gồm có là những cái màu màu xanh ha, màu blue hay là màu green, yellow. Hai Eyelash Nguyễn, hai chị, hai Tiffany, hai Sisa, hai Vicky Trương. À, bây giờ là mình sẽ bắt đầu ha. Và cái bên này là Christine sẽ làm một số màu nó khác một chút xíu. Hai Duy Văn, hai Milly, hai Yolanda. Đó. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu vào cái bên nail này ha. Và nó có sẽ có một chút xíu design khác một chút xíu. Những cái màu này rất là đẹp ha. Đây là cái màu sẽ nằm trong collection là 120 màu của Chanel sắp tới. Đó. Thì đây là những cái màu rất là đẹp. Đây là có một cái con mắt của con công nha. Hai Jason Khang, hai Michelle, hai Hoàng Lê. Thank you chị Lan Nguyễn ha. Đây là cái nail mà Christine đã sử dụng những cái màu mới của Chanel ha. Thank you mọi người. Chúc cuối tuần vui vẻ nha. Christine like hơi trễ một chút xíu. Các bạn thấy nó rất là bóng không? Christine đang sử dụng cái top coat của Chanel nha. Đó, các bạn có thể vào website chanel.com. Hi Eric Đỗ, hi Tammy, bé yêu, hello. Ok, bây giờ là mình sẽ qua cái bên tay này ha. Cái bên tay này thì mình sẽ thiết kế khác một chút xíu. Hi Kevin Ta, hi Tài Nguyễn, hi anh, hi chị anh Đỗ. Bây giờ cái ngón này là mình sẽ cho hơi khác, design khác một chút xíu. Tại sao là mình hay kết hợp những cái màu như vậy cho các bạn? Tại vì là Christine muốn giới thiệu đến mọi người là những cái màu này rất là đẹp mà chúng có thể đi chung với nhau. Đó. Chứ cái style của Christine á là nó thường đi rất là nhẹ nhàng, nhưng mà Christine muốn kết hợp tất cả các màu sắc đi chung với nhau để khi mà các bạn làm á và có những cái màu này á, mình có thể là phối hợp với nhau rất là dễ. Đó. Thì hôm nay là hai Andy Ngô, hai Nguyễn Công Văn. Thank you mọi người. Nên là tại sao là dạo này Christine hay đi theo cái style mà đi rất là nhiều màu. Hôm nay là Christine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Hôm nay là Christine kết hợp tới 18 màu lận. Đó, đây là một cái bộ nail mà Christine sử dụng tới 18 màu. Đương nhiên là khi mà các bạn dùng á, mình phối hợp với nhau cũng rất là dễ ha. Mình sẽ lựa những cái màu mà nó thường hay đi chung với nhau. Đó, và những cái màu nude nằm trong những cái màu ombre á, mà 13 màu của Chanel á, luôn luôn là đi chung với design của Christine. Tại vì những cái màu này nó kết hợp được tất cả các màu. Đó, nên là nó rất là dễ nha. Nên nó đây là cái màu nè. Đó, Christine đẩy đắp lại và cho mọi người thấy ha. Cái baby pink ombre 13 màu của Chanel luôn luôn là được sử dụng hàng ngày ở trong những cái bộ design của Christine nha. Tại vì á, những cái màu nude này nó sẽ là màu phụ. Đó, nó sẽ là màu phụ nhưng mà nó sẽ hép được rất là nhiều, sẽ làm cho nội cái bộ design của mình nó thêm dịu hơn. Đó, đây là những cái màu mà Christine sẽ sử dụng nha. Đúng rồi, nhà bán bột có khác màu lai láng luôn. Mấy trăm màu luôn. Nên là mọi người chờ đợi nha. Những cái màu này sẽ là cái collection rất là đẹp. Christine làm những cái bộ nail này thường là custom design nha. Những cái cách... Hello. Hả? Tặng mấy Mỹ Trần, mấy mấy đó gì cũng ha. Mấy mấy đó. Cậu tiệm ha. Ok. Ok, bye bye baby. Love you. Bye.
Sorry cả nhà ha. Hi Nathan Nguyễn. Hi Kim Phạm, thank you chị nha. Thank you cả nhà. Những cái bộ nail của Christine thường là mình làm xong á mình mới tính giá, mình mới tính giá cho cái người khách của mình nha. Thank you Hoàng Lê nha. Ok, we start now, ok. Yes, thank you. Vậy bây giờ là Christine sẽ đi cái màu cho cái mình sẽ làm cái bên tay này nha. Mọi người thấy rõ không? Thấy rõ ha. Đó, bây giờ là mình sẽ đi cái mình sẽ phối hợp cái màu vàng đi ha. Vì trong cái màu vàng này á là trong cái summer này nó rất là nổi sóng luôn. Đó, rất là nhiều khách lựa chọn cho cái màu vàng ha. Và bây giờ là Christine sẽ làm một cái kết hợp những cái màu vàng, bốn màu vàng của Christine có nha, để mà làm giống như là cái dạng mobile. Mình sẽ làm dưới tiếp, sau đó là mình sẽ để cái màu dot pin lên ha, làm cái ombre ha. Đó, bước đầu tiên thì Christine sẽ làm phần dưới cho nó ra cái dạng mobile cái đã. Đó, các bạn thấy không, nó rất là nhiều màu ở đây ha. Christine kết hợp tới bốn màu để mà làm phần phần đầu móng nha. Đây bốn màu luôn nha. Đó, mình sẽ đi theo cái dạng mà gọi là mobile đó. Màu rất là dẻo ha, bột rất là dẻo. Đó, các bạn có thể là vừa đắp vừa dip luôn nha, rất là dẻo luôn. Các bạn thấy Christine không? Đó, đắp rất là dẻo nè. Đó, mình chỉ từ từ và vuốt hai bên xuống thôi. Ừ. Vì Christine muốn giới thiệu với mọi người về tất cả các màu có của Just Nail, nên tại sao là Christine hay kết hợp rất là nhiều màu với nhau. Đó, thì thường đa số nếu mà mình phối hợp không có đúng thì mình ra nhiều màu hay là một hai màu nó cũng rất là khác. Nhưng mà nếu mà mình chọn đúng những cái màu mình có thì làm cho cái bộ nail của mình nó vẫn rất là đẹp lung linh nha. Hai chị Hà Trần, hai Yến Phi Trần, anh Tommy Nguyễn, hai cái mì đổ chào cả nhà nha. Hi Kim Huy Nguyễn, thank you em. Rồi bây giờ là mình sẽ kết hợp với cái màu dark pink ha. Đây là cái màu dark pink mà nằm trong cái collection là 15 màu ombre ha. Đó, đây là cái màu dark pink rất là đẹp các bạn. Cái màu này á, mình thường á mình làm ombre trong cái tiệm của mình rất là nhiều nha. Những cái màu này rất là dễ phối màu với nhau. Đó, khi mà các bạn làm bất cứ cái màu gì á, màu blue, màu green gì đó, các bạn chỉ cần để thêm cái màu nude hay là màu baby pink hay màu coral pink đó, nó sẽ làm cho cái nail của mình á, cái màu sắc của mình á, nó nổi lên mà nó không có bị trội nhiều quá đó, nó sẽ dịu lại ha. Mọi người hát Christine chia sẻ cái live stream này nha. Thank you mọi người lắm. Yêu lắm cơ. Màu rất là đẹp ha. Các bạn có thắc mắc gì về cái bột đó thì cứ hỏi nha. Để thịt Christine giải thích cho. Thường những cái màu của Just Nail là luôn luôn vừa đắp vừa dip được nha. Vừa đắp vừa dip được nên nó một màu rất là dẻo và rất là mạnh nha. Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, hello chị, hai cái mì đổ, dạ Christine khỏe nha. Đó, thank you, hai cái mì, hai Tony. Đó, thế là mình đã có một ngón ombre ha. Ở phần dưới là Christine làm giống như cái dạng mobile á, ở cái dạng mobile cái màu ha, rất là dễ thương. Khi mà các bạn xong, nếu mà mình cảm thấy cái mặt móng không có mạnh á, mình cho một lớp bột clear mỏng lên đây ha, để khi mà lát cái mình vuỗ cái phần ombre nó sẽ không có bị mất nha. Mình chỉ cần quét mỏng, thật là mỏng thôi. Đó. Hai chị Đào Nguyễn, thank you chị. Hai Hoàng Linh, hai Olivia. Đó, thế là mình đã xong một ngón nha. Và bây giờ thì mình sẽ kết hợp thêm một ngón nữa. Cái ngón này là Christine sẽ đi theo cái dạng gọi là
gọi là treo loang nha, nhưng mà nó thực sự không có pha loang, nhưng mà Christine sẽ sử dụng bằng Christine sẽ làm bằng bột nha. Đó, mình sẽ lót một lớp nền màu trắng ha. Cái nền màu trắng này của Christine á, nó sẽ đi theo cái dạng mà Christine kết hợp với cái bột clear đó. Mình sẽ đi cho nó thật là ướt nha. Một lớp thật là mỏng thôi, các bạn phải nhanh tay một chút xíu nha. Đó, mình cho một chút xíu màu trắng ở dưới kết hợp với clear nha, thật là mỏng thôi nha. Đây ha, đó, mình không có nhất thiết là đi cho nó đều ha. Sau đó khi mà mình quyết định mình sẽ làm bất cứ cái gì cũng vậy, mình sẽ đi cho nó thật là mỏng này. Đó, mình sẽ đi cái màu xanh trước, nó sẽ ra theo cái dạng mà watercolor ha. Đó, khi mà nó được như vậy mình sẽ đi tiếp tục cái màu thứ hai. Đó, và mình đi tiếp tục những cái màu khác ha. Các bạn đừng lo ha, mình cứ đi tiếp tục như vậy. Mình sẽ đi từ đậm đến lợt và lợt đến đậm nha. Sau đó khi mà mình đã xong vậy, mình muốn kết hợp với cái màu gì, màu xanh hay gì đó. Nên tại sao á, khi mà các bạn làm á, nhớ lấy là mỏng thôi nha. Vì mình sẽ dùng cái cục bột ướt của mình á, mình đi lên một lớp mỏng. Các bạn thấy không? Đó, bây giờ nó ra như vậy đúng không? Đó, và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi cái màu thứ hai và các bạn lựa chọn ha. Đây là cái ombre mà Christine mobile mà Christine làm theo cái cách mà đơn giản nhất có thể nha. Đây nè, các bạn thấy không? Nó rất là đơn giản ha. Đó, mình sẽ đi cho cái bột thật là ướt nha. Ướt nha. Mình muốn đâu thì mình đặt vào chỗ đó. Đó, chỉ cần một lớp mỏng thôi, cũng giống như cái nước sơn của mình thôi. Mỏng ơi là mỏng thôi. Đó, đây là cái cách mà Christine làm mobile. Không? Đây, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi cái màu khác nữa. Đó, mình đi từ từ và nhẹ nhàng thôi, thật là mỏng thôi. Đó, bây giờ là cái móng của mình á, là nó đã có 5-6 màu ha. Hai anh Đại, hai Michelle Thao, hai chị Hồng Phạm, Christine khỏe nha, tới kêu chị cuốn con. Hai chị kiếu hiểu. Đó, bây giờ cái màu của mình á là đã có tới nhiều, rất là nhiều màu ha. Và bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi thêm một cái màu skin nữa. Mình sẽ đi nốt cái phần ở dưới này. Đó, các bạn lấy cái bột rất là ướt thôi. Mình sẽ đi từ từ nha. Đó, nên nhớ khi mà mình đi nhẹ, mình chỉ cần lấy cái màu rất là ít thôi. Đó, cho nó thật là ướt ha. Mình sẽ cho nó thật là ướt. Mình sẽ đi từ từ để tạo hết trên mặt móng là nó đầy màu nha. Đó, sau đó mình sẽ cho thêm một chút xíu màu vàng đây. Luôn luôn cái đầu móng á, mình cho cái màu hơi đậm chút xíu nha. Vì nếu mà mình cho cái màu lợt á, thì khi mà mình xong á, mình cảm thấy là cái chỗ này là nó bị hơi bị thiếu. Đúng không? Nó hơi bị thiếu màu nha. Nên là luôn luôn là cái đì en, cái đầu nhọn của mình phải cho cái màu đậm. Hai chị Lily Đăng, yeah, Christine khỏe nha, thank you anh Đại. Hai Nguyễn Nail, đây là một cái màu mà 120 màu mới của Just Nail sắp ra nha, sắp tới nha. Dạ, Christine cũng busy quá nên là hôm nay mới làm live lại nha. Thank you mọi người. Đó, đây là cái cách mà Christine chia sẻ làm cái mobile nhiều màu nha. Đây, mình có thể kết hợp tất cả các màu mà đi chung với nhau nè. Các bạn thấy không? Đó, mình sẽ để lên và tùy thích ha.
Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút cream nữa. Mình sẽ đi mỏng thôi nha, vì á, khi mà mình làm xong những cái màu này á, là mình sẽ cover bằng một lớp bột clear nha. Đó, nên các bạn không sợ nó mỏng. Đó, chỉ cần làm đầy màu trong cái móng của mình và mình cảm thấy ok là được. Đó, mình cảm thấy nó thích những cái màu như vậy là mình stop ha. Còn không thì mình cứ tiếp tục để lên đến khi nào mà mình thích là được ha. Hi Đặng Hiên, thank you. Hi Vincent Lương, hi Nikki, thank you. Christine, cảm ơn mọi người nha. Những cái móng tiếp này là Christine nối với nhau nha. Mình sẽ nối với nhau. Đây là cái hai cái móng tiếp mà móng nhọn đó, móng nhọn mà Christine nối lại với nhau nha. Chứ nó không có dài được vậy đâu. Các bạn thấy cái đường nối không? Đây nè. Đó, đây là cái đường nối mà Christine dùng ha. Một cái móng tiếp đầy và sau đó Christine sử dụng một cái móng tiếp nhỏ hơn để mà nối ra. Sau đó là mình sẽ cắt và dụa lại nha. Đó. Và bây giờ Christine sẽ kết thúc cái ngón này ha. Mình sẽ đi theo cái dạng gọi là 3D. Đó. Đi theo dạng gọi là 3D nha. Khi mà làm cái này mình sẽ nhanh tay một chút xíu. Mình sẽ vớt những cái màu bột mà mình có ha. Tất cả mà mình muốn. Sau đó mình sẽ cho một chút xíu màu đen vào. Đó. Nhưng mà đối với cái design này á, làm như vậy á, mình phải thật là nhanh nha. Sau đó mình sẽ sử dụng cái cọ thôi. Đó. Mình sẽ sử dụng cái góc cọ, sau đó mình sẽ làm cho nó hơi mobile ha. Đó, đây là cũng là cái cách mà mình làm cái mobile màu đen ha. Đó. Đó, tại vì bây giờ là Christine đang sử dụng hai cái phương pháp chia sẻ với mọi người đó. Đó, một là mình có thể là sử dụng từng màu để mà đi. Hai là mình có thể sử dụng nhiều màu chung một lúc để mà đi. Đó, khi mà các bạn sử dụng cái nhiều màu chung một lúc để đi á, các bạn là không được vuốt đâu nha. Đó, mình sẽ không có được vuốt nha. Vì khi mà các bạn vuốt á, là cái màu của mình á, những cái đường vân á, cho mobile nó sẽ bị mất đi ha. Đó, nên bắt buộc chắc chắn là mình sẽ không có được vuốt nha. Mình chỉ được ôm nó vô thôi chứ không có được vuốt nữa nha. Bây giờ thì mình đã vừa ý với cái màu mobile của mình đúng không? Đó, sau đó mình sẽ đợi cho nó khô chút xíu, mình sẽ cho một lớp bột clear lên nha. Hi Elsie Trương, Christine ship rồi nha. Hi Thắng Nguyễn, hi Thanh Vũ Lâm, tip này là tip móng nhọn nha. Anh Chi Nguyễn, hi Thu Hoài. Yeah, thank you mọi người, màu đẹp lắm nha. Đây là những cái màu mới của Chanel ha. Các bạn thấy màu rất là tươi. Đó, bên cạnh đó thì Chanel sẽ có những cái màu mà hạ chuyên chỉ cho những khách rất là khó. Đó, những cái màu đó là mình có thể sử dụng cho mỹ trắng, cho khu khách mẹ, cho khu khách đen luôn nha. Những cái màu ombre mà 15 màu của Chanel á, đa số rất là xài rất là thường xuyên á. Hầu như tiệm nào mà có làm ombre á, là những cái màu đó á, là khách chọn rất là nhiều ha. Đó, sau đó mình sẽ phủ một lớp bột clear nha. Hi Ryan, hi anh Hồng Trừng. Đó, bây giờ là mình xong ha. Rồi mình sẽ qua cái ngón kế tiếp, ngón này là mình sẽ đi màu blue nha. Mình sẽ đi màu blue nè. Đây màu rất là dễ thương ha. Màu này vừa đắp vừa đít luôn nha, rất là dẻo các bạn. Cái ngón này là mình sẽ đi kim tuyến đó, nên là Christine sẽ đi một lớp thật là mỏng thôi nha.
bột rất là dẻo ha, các bạn thấy không? Mình sẽ vuốt nhẹ nhẹ từ từ thôi, vì đây là cái lớp này là Christine sẽ sử dụng một lớp kim tuyến ở dưới, nên là Christine sẽ đi rất là mỏng cái màu thôi ha. Vì khi mà mình để cái kim tuyến mình có thể đi dày chút xíu, hoặc là mình để lớp bột clear đó, nên cái móng mình nó sẽ đều lên ha. Có nha, Thanh Vũ Lâm, Christine có bán móng nhọn nha ở shop online just now, và sẽ có móng nhọn, có bột màu ha, có cọ luôn, có nhiều thứ lắm. Đó, mình sẽ để một chút xíu kim tuyến ha. Đây là những cái kim tuyến mà mình đi tông sạch tông với nhau. Khi mà sơn shiny là những cái kim tuyến này rất là dễ thương nha. Đó, mình sẽ đi một chút xíu cái kim tuyến đá. Đây mình sẽ làm sao đó, đặt những cái kim tuyến này nó nằm gọn trong cái móng nha. Rất là dễ thương ha, kim tuyến rất là sáng ha. Đây là những cái kim tuyến sắp tới sẽ có trong website Just Nail nha, màu rất là đẹp luôn. Khi mà các bạn xong rồi đó, mình sẽ phủ một lớp bột clear ha. Mình sẽ phủ một lớp bột clear qua những cái kim tuyến này, và bảo đảm là cái bột clear sẽ cover tất cả những cái kim tuyến hồi nãy mình apply lên nha. Đây ha, khi mà mình để lên tùy theo cái việc nào mình sử dụng ha, mình sẽ từ từ thôi. Nếu mà bột chảy quá mình sẽ vuốt hai bên thôi, chứ đừng có kéo nha. Và tới khi mà cái bột nó gần khô rồi đó, nó không có chảy nhiều quá rồi, sau đó mình mới bắt đầu vuốt nha. Mình sẽ vuốt cho cái mặt móng đều lại và kéo từ trong ra ngoài nha, từ từ, nhưng mà luôn luôn là mình phải giữ shape, làm sao để cho nó không có bị mất chút cái shape nha. Như vậy lát nữa là mình sẽ đỡ tốn cái thời gian mà mình sẽ vuốt nó. Đó, mình sẽ từ từ nha. Đó. Đây, kim tuyến rất là sáng nha mọi người. Đấy, mình đã xong chắc. Thank you anh Nghi Phạm. Hello anh Nghi Phạm, thank you Quý Trương, thank you mọi người nha. Đây là cái bên tay mà Christine đã xong ha. Có nhiều anh chị hỏi tại sao là dạo này Christine hay đi tông nhiều màu quá. Thì thú thật là Christine đang giới thiệu với mọi người những cái màu mới của Just Nail nha. Và cũng một phần nào đó thì bên cạnh đó thì là Christine là cố gắng phối hợp những cái màu này đi chung với nhau, để tạo cho những cái màu khi mà các anh chị có thì mình có thể làm nha. Dễ, rất là dễ phối màu. Hello. Sắc á? Hay á? Cái chân má mì ui lớn đi cọn vào ha. Má mì tốn chỉ chu cành cúng à. Ok, thương mắt mày quý chẳng lắm đi còn ha. Ok, bye bye baby. Sorry mọi người nha. Sorry nha mọi người. Con Christine gọi ha, hỏi khi nào về, sao trễ vậy?
thì là làm like lâu lâu, hay là khi nào mình có time á, rồi mình sắp xếp được thì mình sẽ cố gắng làm like thường xuyên hơn ha. Nên nhiều khi mình làm like thì nó hơi trễ chút xíu. Hồi nãy là Christine đang nói tiếng Hoa nha. Đó, đang sử dụng tiếng Hoa ở nhà với con thôi. Đúng rồi, cỏ này rất là dễ làm âm rầy nha các bạn. Cỏ rất là dễ làm âm rầy ha. Đây, đây là cái màu mình đã xong cho ba ngón ha. Tuy nó nhiều màu nhưng mà khi mà các bạn nhìn á, nó rất là đi với nhau rất là đẹp. Đó, nó rất là dễ thương ha. Và một ngón nữa là Christine sẽ làm 3D cho mọi người ha. Vì Christine muốn cho mọi người biết cái màu 3D, cái bột của Chanel á, mình có thể làm 3D luôn nha. Nên là Christine sẽ làm một ngón và lát nữa sẽ chia sẻ với mọi người cái bột, chứng minh cho mọi người biết cái bột Chanel mình có thể làm nha, chứ không phải là Christine nói thôi. Đó, và mình sẽ sử dụng những cái màu có ở đây để làm 3D cho các bạn luôn ha. Mình sẽ đi một lớp nền màu trắng ha. Mình đi một lớp thật là mỏng thôi, vì Christine muốn để một chút xíu kim tuyến vào cái ngón này ha. Đó, mình sẽ đi kim tuyến vào cái ngón tiếp ha. Đây, vuốt một lớp thật là mỏng thôi. Các bạn thấy không, Christine sẽ để những cái miếng kiến vào đây ha. Sau đó mình sẽ cho một chút xíu gô kim tuyến nha. Mình sẽ cho gô kim tuyến vào đây, vì cái bộ design, bộ nail của mình á, sẽ có thêm thêm cái màu gô nữa. Đó. Nên bây giờ là Christine sẽ cho một chút xíu màu gô kim tuyến vào đây, cho nó thêm nổi bật ha. Làm cho bộ design của mình thêm lung linh nè. Mọi người hết Christine chia sẻ cái like này ha. Vì hôm nay Christine like trễ chút xíu, vì Christine biết là sáng sớm là mọi người rất là busy ha. Nói là cái người khách của Christine hôm nay tới rất là trễ, nên là có time và chờ đợi mọi người đi làm về. Cả nhà có ăn cơm chưa? Dạ đúng rồi, mọi người ha, khi mà các bạn có những cái màu á, nên tại sao là Christine sẽ làm những cái màu nhiều màu ha, để mà chia sẻ với mọi người về cách phối màu luôn. Hôm nay là Christine sử dụng tới 18 màu ha, chứ thực sự những cái bộ design mặc dù là nó rất là nhiều màu, nếu mà mình phối hộp cho đúng á, thì là những cái design này nó cũng ra rất là lung linh ha. Đây là cái màu Christine sử dụng rất là nhiều màu để mà phối ra. Nên hy vọng là help được các bạn một phần nào đó về cái cách phối màu ha. Những cái màu thường á, thì Christine chọn những cái màu đi tông sạch tông. Đó, tức là cái khi mà các bạn làm á, thì mình có thể là chọn những cái màu lợt đậm cùng màu, nhưng mà nó là một cái màu đậm, một cái màu lợt ha. Đó, vì khi như vậy các bạn làm á, thì nó sẽ rất là nó không có bị cái màu đậm sẽ được cái màu lợt nó làm cho nó dịu lại ha.
Và bên cạnh đó thì khi mà các bạn làm á, thì mình nên kết hợp với những cái màu ombre của Chanel có nha. Màu ombre là sao? Hiện tại là Chanel có cái collection 15 màu á. Đó, về chuyên màu nude, màu pin ombre á, rất là đẹp ha. Thì bên cạnh đó thì các bạn phối tất cả những cái màu á, mình nên sử dụng một trong cái 15 màu đó. Đó, để làm cho những cái màu kia nó dịu lại. Giống như hôm nay là Christine sử dụng cái màu dark pink với cái baby pink ha. Đó, thấy không? Đó, mình sử dụng hai cái màu này để mà làm dịu tất cả những cái màu đó. Nên khi mà các bạn nhìn ha, đó, cái màu nè, nó sẽ ra dịu hơn và nó không có bị chọi hơn ha. Đây là Christine sử dụng một trong cái 15 cái màu ombre đây. Đây là cái màu dark pink ha. Đó, các bạn thấy không nè. Đó, khi mà mình ra vậy là những cái màu đó nó sẽ hép, làm cho cái nail của mình nó dịu lại. Hi Tracy, hi Đặng Thị Dung, hi Simena, hi Ngọc Hà, thank you. Cảm ơn mọi người nha. Đó, và bây giờ cái mình sẽ đi cái ngón kế tiếp này ha. Thì cái ngón này á, thì hồi nãy là mình có sử dụng những cái màu rất là dễ thương rồi, màu green nhiều rồi ha, có một blue ha. Đó, và bây giờ là mình sẽ sử dụng một trong những cái màu này nữa, và mình sẽ kết hợp với cái màu pink ha. Đây là cái màu ha, các bạn thấy cái màu này rất là đẹp không? Đẹp lắm. Đó, đây là cái màu gần giống như là top khôi ha. Đó, màu rất là đẹp. Đây cũng là một trong cái 120 màu của Chanel ha, sắp tới ha. Đây là cái màu rất là đẹp ha, mình sẽ đi nhẹ nhàng thôi, nhúc từ từ ha. Đó, nhẹ nhàng ha. Và bên cạnh đó thì mình sẽ cho nó một chút xíu đá, kiến đá nha, đây gọi là kiến đá nha. Cho một chút xíu thôi, các bạn thấy nó rất là lung linh đúng không? Nó rất là dễ thương. Đối với cái ngón này là Christine sẽ đi một màu thôi nha. Một màu thôi. Mình sẽ đi một màu thôi. Hi, thank you mọi người nha. Hi Hoa Kelly. Thank you anh Đại. Chữ ký Christine. Chữ ký Christine xấu lắm. Em làm cái bộ nail nào á thì tag chị vào nha. như vậy là hả Christine vui lắm rồi đó. Hy vọng là hết được mọi người ha. Đó, thì khi mà các bạn có những cái màu này đó, mình nên làm nên cái sample ha. Mình những cái màu của Chanel này á, mình có thể làm ombre với nhau ha. Đây ha, để Christine chia sẻ luôn. Đó, nói là phải bằng chứng luôn nha. Đó, mình sẽ đi cái này trước nè. Đó, Christine sẽ làm ombre cho mọi người thấy ha. Ombre là không nhất thiết là phải làm màu up white với lại tất cả các màu khác ha. Mình có thể phối từ màu này với màu khác. Đó, luôn luôn là khi mà mình phối những cái màu này, mình sẽ đi từ màu lợt tới đậm nè ha. Các bạn thấy không? Hai cái màu này gần giống nhau đúng không? Thì mình có thể sử dụng làm ombre luôn cũng được. Còn nếu mà không á, các bạn thấy nè. Đó, mình sẽ thét chút ở cái màu yellow này, nó đi với cái này cũng hợp nha. Đó, còn nếu mà không muốn nữa thì mình sẽ đi thêm một cái màu vàng nữa. Đây là cái màu vàng đậm ha. Đây là cái màu này rất là hot nhất trên thị trường hiện tại nay nè. Đây là cái màu rất là hot. Cái màu hiện tại bây giờ là Chanel chưa có bán lẻ những cái màu này ha. Nhưng mà khi mà có sản phẩm là Chanel sẽ có bán lẻ ha. Bây giờ mình sẽ chọn cái màu vàng đậm này nè. Rất là đẹp ha. Nên là luôn luôn là những cái màu này mình cũng có thể làm ombre nha. Nhưng mà quan trọng là cái độ dẻo của cái bột, nó có hép cho mình kéo được cái ombre hay không. Đó,
Nên đó hả, Christine nói, Christine tự tin với cái bột của Chanel ha. Các bạn có thể là kéo ombre mặc dù bất cứ cái màu gì đi chung với nhau. Vì cái bột của Chanel rất là dẻo và nó không có bị mobile ha. Và cái bột của Chanel á, mình có thể làm ombre luôn, làm bột đắp và dip. Và làm 3D luôn nha. Nên tại sao hồi nãy là Christine sử dụng, mình sẽ làm một cái ngón như thế này. Để lát nữa là Christine sẽ làm cái 3D ha. 3D và chia sẻ với mọi người về cái 3D. Về cái bột của Chanel mình có thể làm 3D luôn nha. Bột Chanel khi mà các bạn vào website bán lẻ là 18 đồng một hũ nha. Nhưng mà tới khi mà các bạn mua mua nguyên set đó, tính ra còn có 15 đồng thôi. Mua nguyên set đó là có 15 đồng thôi. Nên khi mà cái bột màu 120 màu này á, khi mà có các bạn nhanh tay nha, vì có thể là sẽ có một cái gì đó gọi là chi ứng khách hàng đó. Đây màu rất là dễ thương ha. Khi mà các bạn làm xong ombre xong rồi đó, nếu mà các bạn không có tự tin với cái mặt móng chưa có mịn đó, mình có thể phủ một lớp bột clear ha. Đây là cái clear đó, mình sẽ đi cái chỗ mà ombre đó, đi thật là nhẹ thôi và vuốt xuống nè. Mình sẽ vuốt xuống, thế là mình đã hoàn thành cái màu ha. Đây đây là cái màu mà cho 5 ngón tay ha, rất là dễ thương đó. Nên khi mà một set hiện tại á, dự tính của Chanel sẽ là 120 màu nha. Đây là những cái màu mới của Chanel chưa có ra thị trường, nhưng mà dự tính á, sẽ là 120 màu nha. Hi Angelica, tại vì có bạn là hỏi là tại sao là Christine sử dụng bao tay ha. Nhưng mà xưa tới giờ Christine Lai vẫn sử dụng bao tay và làm trên khách cũng bao tay nha. Quen rồi, thứ nhất là quen rồi, thứ hai là Christine muốn bảo vệ cái tay của mình và tay người khách ha. Khi đã xong mình sẽ dọn những cái phần này qua đây. Hai mọi người đợi chút xíu nha. Cái điện thoại của Christine nó không có hết pin rồi. Nên bây giờ cho Christine 2 phút nha. Sẽ đi lấy cái đồ sạc và quay trở lại làm tiếp tục làm finish cái line này nha. 2 phút thôi, rất là nhanh. Thank you. Bây giờ là mình sẽ dọn cái màu này rất là đẹp đúng không? Màu rất là đẹp ha các bạn ha. Dạ hi, hello anh Bình. Christine hôm nay làm trễ chút xíu ha. Thấy không các bạn? Đây là hai màu rất là đẹp. Và các bạn có thể là phối hợp cái màu này và cái màu này để làm ra cái ombre luôn nha. Rất là đẹp. Mình có thể làm lên sample cho khách của mình á. Là khi một khi á, có thể là từ cái 50 màu thôi mà các bạn nếu mà chịu khó mình làm ra những cái màu mà phối hợp với nhau á. Thì mình sẽ ra được rất là nhiều màu. Mình sẽ ra được rất là nhiều màu đúng không? Từ 50 màu mình có thể tạo ra là hả ombre, mình phối hợp mình có thể tạo ra là 200 cái ombre cũng có nữa. Nên khi mà các bạn làm sample á, mình chịu khó nha, làm sample ra nha. Để cho cái người khách của mình thấy. Vì tuy là khi mà các bạn mua màu á, người ta có cho các bạn là sample, nhưng mà khi mà các bạn có những cái màu này á, mình nên phối hợp với nhau và tự làm cái sample. Khi mà mình tự làm sample như vậy á, thì các bạn mới cảm nhận được cái bột của mình nó như thế nào. Mình sẽ cảm nhận được cái bột như thế nào và mình sẽ phối hợp những cái màu gì với nhau. Hi Kevin. Hello. Mọi người chờ chút xíu nha. Thank you.
Hello, đã quay lại nha. Ôi, khách rất là dễ thương. Khách rất là dễ thương ha. Bây giờ là cô xin sẽ cho để ok. Đây là cái bộ nail mà mình sử dụng tới 18 màu ha. Các bạn thấy rõ không? Thấy rõ hả? Bây giờ mình sẽ qua cái phần dụ nha. Hai đi vào. Chào mọi người nha. Đó, kiếm cái chỗ sạc điện thoại nữa. Nhiều ổ cắm quá. Không có chỗ nào sạc đủ hết. Ok, bây giờ là mình sẽ quay về với cái nail ha. Các bạn thấy rõ không? Vì hồi nãy là Christine cắm vào máy nó hơi bị nhạy chút xíu ha. Đó. Nên là cái nail của mình, cái độ phô cực của mình nó cũng bị mất luôn vì cái Samsung nó kỳ lắm. Nó làm line rõ thiệt nhưng mà nó hay bị lắm. Thank you mọi người, hai Kevin cao, hai Jolly One. Tại sao Christine làm bộ nào cũng nhanh gọn lẹ ha? Tại vì mình chưa có quen á, khi mà mình làm nhiều rồi đó, cái tay của mình nó quen á, nó quen thuộc quá rồi. Và mình khi mà mình tập á, cái bước nào ra bước đó, nên là tới khi mà mình làm một bộ nail nào đó thì nó sẽ rất là nhanh gọn lẹ ha. Đó. Nên nhưng mà thường á, khi mà mình nói là một bộ nail là làm đâu dọn đó đó, đó thì nó sẽ là rất là nhanh ha. Hai ý bình đào, hai liệu trừng, hai á lịch lê. Bây giờ là mình sẽ lấy xếp lại ha, mình sẽ lấy xếp cho nó ngay nè. Khi mà móng dài quá, đến khi mà mình giữ xếp á, mình giữ bên này mình phải giữ cái thân của cái móng nha. Vì nếu mà mình không có giữ cái thân của cái móng người khách á, là nó sẽ bị rung và cái tay của người khách sẽ rất là đau ha. Nên mình sẽ giữ. Thấy không, các bạn thấy không? Christine lấy hai ngón tay giữ cái thân của thân móng của người khách nè. Và cái bên này cũng vậy ha. Khi mà mình giữ á, tùy theo cái tay của mình á, mình muốn lấy thế như thế nào để mà giữ tay á. Thì cái bên này Christine sẽ dùng tất cả các ngón tay của mình để giữ chặt nó. Đó, như vậy cái người khách của mình sẽ không có bị đau ha. Các bạn thấy không? Đó, mình giữ chặt luôn và lấy cái tay của mình đỡ phần dưới nữa ha. Các bạn thấy không? Ngón tay cái và cái ngón dưới, tùy theo các bạn ha, cái ngón tay của mình thuận như thế nào thì mình sẽ dùng để giữ cho cái móng của người khách như thế đó, chứ không phải là bắt buộc phải giống cục kim nha. Hai Jay, hai mọi người help Christine share cái like này chút xíu ha. Đó. Các bạn nào mới khi mà mình mới bắt đầu làm nail đó, mình mới tập á, thì những cái thế mà giữ cái ngón tay cho người khách á, mình nên học nha. Vì nếu mà mình giũ mà không có giữ thăng bằng cho cái móng của mình á, thứ nhất là nó dễ rung rinh ha, nó sẽ làm cái shape của mình méo, thứ hai nữa sẽ làm cho tay của người khách nó bị rung và đồng thời cái đó nó sẽ làm cho cái tay người khách đau nha, cái móng tay nó đau á, vì nó rung quá thì cái móng tay của người khách nó mỏng mà. Đó, nó một phần nào đó sẽ làm cho cái móng tay của người khách đau ha. Nên khi mà mình làm luôn luôn ha, luôn luôn là giữ cho cái thân móng của người khách. Đó, dùng cái tay của mình giữ nha. Như vậy á, khi mà khách không có đau là nó sẽ thương mình nhiều hơn đúng không? Hello Eric Lam, thank you em. Ok, các bạn bây giờ là Christine sẽ show off cho mọi người thấy là cái màu 15 màu của Just Nail nha. Đây, hiện tại là Just Nail có cái 15 màu này ha, rất là dễ thương. Đây là những cái màu mà chuyên làm ombre ha. Đây là cái sample mà Christine làm chia sẻ với mọi người ha. Rất là dễ thương nè, nó gồm có 15 màu ha. 15 màu này, khi mà các bạn có những sản phẩm này rồi, bảo đảm là khi mà mình làm ra sample cho cái tiệm của mình đó, là người khách của mình rất là thích ha. Đó.
Những cái check ombre này các bạn có thể là shop trên online just now nha. Và họ có thể gọi cho Christine, gọi vào qua cho công ty ha. Mình sẽ clean sạch phần dưới trước ha, trước khi mình rửa xếp. Để lát khi mà mình lấy xếp xong là mình không cần rửa thêm nữa. Đó. Đây là những cái nhiều khi mình làm á, cái bột dư của mình nó chảy xuống dưới ha. Mình nên clean trước khi lấy xếp nha. Phương Lâm Thủy Khác nha mọi người, hai anh Bình, hai chị anh Lưu, hai Sánh Đi Trình nha. Đó, mình sẽ rửa sạch nè. Nên đó khi mà mình đắp bột á, mình đắp tới đâu á, mình clean ở đó á, là tới khi cái phần xếp với cái phần đũa mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian ha. Thì bây giờ là cái mặt móng của mình nó mịn rồi ha. Mặt móng Christine làm á thì nó mịn rồi, nên á là Christine sẽ không có giữ cái mặt móng nhiều. Nên đa số những cái bộ nail làm live của Christine là không có giữ mặt móng nha. Vì khi mà Christine làm á, cố gắng làm sao á, nó không có bị ra, không có bị ra da nhiều quá. Vừa tới thôi các bạn thấy không? Đó, nó vừa tới thôi ha. Đây ha, mọi cái thì nó vừa tới thôi, chứ Christine cũng không có đi lên quá và cũng không có cho nó rời quá, nó vừa tới thôi. Thì nên khi mà làm live thì rất là nhiều anh chị mình có thể học hỏi với nhau ha. Và đây cũng là cái một trong những cái cách mà Christine cố gắng chia sẻ với mọi người. Hy vọng hết được các bạn về các cách phối màu ha, và sử dụng các sản phẩm của Just Nail. Nên thường á, những cái live của Christine á, chủ yếu tập trung chia sẻ với các bạn là cái cách mà sử dụng cái sản phẩm của Just Nail. Và khi về cái shape, về phần shape á, thì các bạn có thể học hỏi thêm trên mì Smile và Alex nha. Còn cái phần về cái shape thì Christine có chia sẻ thêm. Thì các bạn có thắc mắc gì cứ đặt câu hỏi cho Christine ha. Thì về cái phần shape nhỏ á, thường á, thì Christine làm thường hay là xếp nhỏ rất là vi. Nên là tới khi mà Christine dũa, mình sẽ đặt cây dũa nó hơi nghiêng thôi. Nó hơi nghiêng như vậy thôi ha. Và mình sẽ kéo xuống theo một cái đường thẳng, và mình không có được lắc lư cái cây dũa nha. Chứ trong lúc dũa các bạn phải giữ được cái thân móng sao cho nó ngay. Và cái thân móng sẽ không có được cung rinh nha. Nếu mà các bạn cái thân móng giữ cái xếp nhọn như thế này, các bạn làm không giữ chặt cái thân móng như vậy á, đến khi mà mình giữ xếp á, là cái độ nhọn của mình nó sẽ bị mất nha. Này các bạn thấy nè, khi mà Christine giữ á, cái thân móng của cái xếp nhọn này sẽ không có được cung rinh nha. Mình sẽ đi theo một đường thẳng thôi, và các bạn không có được làm sao để cho nó là mua qua bên phải bên trái gì đó. Cái giữ của mình sẽ chỉ có một đường thẳng thôi, các bạn thấy không? Và cái thân móng phải thực sự là giữ cho nó chặt nha. Hai Cường Nguyễn, Christine làm người khách này là cuối cùng ha. Là người khách cuối cùng, hôm nay là Christine làm người này là thứ hai, mới hai người khách thôi, mới có hai người khách thôi. Làm xong người khách này thì mình sẽ về ha. Khi mà mình lấy shape xong rồi đó, mình nên kiểm tra lại, coi cái đầu móng hay là cái shape của mình nó có bị méo không nha. Vì đến khi mà mình qua cái phần design á, nếu mà mình sửa lại á, thì nó sẽ bụi bay tùm lum ha. Nên á, mình sẽ làm cái shape nào, shape thì mình làm cho nó chuẩn luôn, sau đó mình sẽ qua cái phần design ha.
ơi màu đẹp quá à, thích cái hai cái màu này lắm á. Hai cái màu này rất là đẹp ha, rất là dễ thương nè. Chị đi nào Nguyễn, hai Thanh Thiên Trừng, hai Linh Sang ha, xin chào mọi người nha. Đó, hình như là Christine càng nói càng nhỏ hay sao ấy. Mọi người ăn cơm chưa? Cuối tuần rồi có tiết mục gì không? À, thank you mọi người nha. À, bây giờ là mình đã xong ha. Đây, mình sẽ nhìn xem ở đây ha. Đây nó đi rất là hợp với nhau. Đó, nên mình sẽ tiếp tục đi. Đối với cái bộ nail này á, khi mà Christine làm á, những cái custom thường á, không dưới là 180-200 ha. Đó, đối với những cái bộ nail tùy theo là cái mức độ và design nữa. Nên là khi mà mình thường á, thì khi mà mình build những cái khách này á, thì cái thời mình sẽ khó khăn hơn, vì á, mình sẽ phải kiếm được những khách mà chịu đau máu. Vì á, những cái người khách này nó sẽ muốn là có 102 thôi, nó không có muốn là mình sẽ làm đi lặp lại những cái bộ design đó, nên á, khi mà những cái người khách này á thì nó cũng đòi hỏi mình cũng nhiều đó, nên á thì cũng mình cũng nói khách mà thì phải chiều hết mình thôi, và nó người khách trả tiền thì mình cũng phải chiều theo ý của khách, đúng không đó. Vì những cái người khách mà thường đến với Christine á, thì là những khách nó cũng hơi khó tính, hơi khó tính. Khi mà mình dụ mình đắp bột á, nếu mà mình làm sạch sẽ á, mình không có leo lên da đồ á, thì đến khi mà mình dụ á, thì nó sẽ rất là better hơn ha. Đó, thì mình cố gắng khi mà mình tập dụ đó, mình có thể là tập dụ trên cái móng dạ nha. Những anh chị mới bắt đầu làm á, thì tôi xin chia sẻ cái cách dụ luôn. Đó, mình có thể là tập trên cái móng dạ trước, sau đó mình mới lên cái cách nha. Và đến cái phần mềm tập bột đó, thì mình nên tập cái phần cục bột trước. Đó, khi mà mình lấy cục bột chuẩn rồi đó, đến khi mà mình lên cách á, ít nhiều á, cái mặt móng của mình nó sẽ được mịn ha. Đó, thank you anh Đại, thank you mọi người nha. Đó. Bây giờ mình sẽ qua cái phần design nha. Đó, mình đã có cái nền móng rồi, bây giờ mình sẽ qua cái phần design. And Tom Cast, hi Hải Nguyên, hi Louis. Chào mọi người nha. Chúc cuối tuần vui vẻ. Đây là mình làm xong, sau đó mình có thể rửa bằng alcohol nha. Hồi nãy là Christine xịt cái chai đó là alcohol đó. Mình làm sạch những cái bụi đi nha.
Đó. Ok, bây giờ Christine sẽ dựng ra vẽ một ngón mobile cho các bạn ha. Có nhiều anh chị là thắc các anh chị khi mà mua cho loan của Just Nail á, thì bây giờ là Christine chia sẻ cái cách mà làm mobile luôn ha. Đây là cái mobile Christine làm bằng bột. Nên á, bây giờ là mình có thể sử dụng cái Lucky Gel. Mình không cần làm cái bột màu cũng được, nhưng mà mình cũng có thể là làm mobile giống như vậy ha. Nhưng mà bây giờ là Christine có cái nền màu bột trước rồi. Đó, nên là Christine chia sẻ cái cách mà làm cho cái mobile của mình nó thêm ấn tượng ha, bằng cái Lucky Gel nha. Hoặc là nếu mà các bạn không có muốn Lucky Gel á, thì các bạn có thể là dùng cái màu đen á, nước sơn gel màu đen á, mình vẽ lên cũng được ha. Mình chỉ cần vẽ thêm vài nét thôi là nó sẽ ra cái mobile rồi. Hồi nãy Christine là quên ha. Đó, Christine quên là chia sẻ cái đó. Đây rất là lung linh ha. Christine để qua một bên ha. Lát mới sơn. Bây giờ là Christine sơn những cái màu này trước. Ok, inside. Yeah, inside first. It's off. Sorry. No. Mình trở lại rồi nha. Trời ơi, cắm vô chút xíu là cái nó bị tắt liền à. Buồn quá đi. Đó, bây giờ là mình sẽ vẽ nha. Khi mà mình vẽ mình sẽ có màu gold nha. Có màu đen nữa. Đây là cái màu đen ha. Và cái màu white của Just Nail. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái vậy ha. Khi mà các bạn nếu mà làm trên cái nền bột á, mình có như vậy rồi đó. Một là mình có thể thêm vài nét màu đen lên ha. Hai là mình có thể dựng như vậy ha, vì nó cũng ra một cái mobile rồi. Lát nữa mình chỉ cần đính đá critical thôi ha. Đó, nên là Christine sẽ không có phá cái nét tự nhiên của nó nữa. Đó, mình sẽ không có thêm bất kỳ gì nữa. Vì cái bên này á, nó cũng là màu xanh. Nhưng mà Christine á, làm cho nó lợt hơn và có design cái mắt lên ha. Đó, mắt con còng lên ha. Đó, nên là bây giờ là mình sẽ không có design thêm bên này nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì Christine sẽ có chia sẻ về cái một chút xíu light work cho cái món này. Mình sẽ vẽ màu đen nha. Bye bye anh Đại ha. Yeah, thank you Hoàng Ngọc Anh. Mọi người đi ngủ rồi hả? Ok, cái món này thì mình sẽ vẽ theo cái phong cách là hình tượng một chút xíu ha. Khi mà mình muốn mỏng á, mình sẽ lấy nước sơn thật là ít thôi. Các bạn có thấy rõ không? Đó, để Christine đưa cái xuống vô cực chút xíu ha. Để các bạn thấy rõ cái màu mà Christine vẽ ha. Đó. Đây mọi người thấy rõ không? Thấy rõ ha. Đó. Tuy là khách nó cười. Trời ơi. Hay ha, mình sẽ đưa gần chút xíu và chia sẻ với mọi người ha. Cái màu của Just Nail rất là dễ vẽ ha. Tuy là các bạn vẽ cho nó thật là mỏng thôi, nhưng mà các bạn sẽ không có cần lấy nước sơn nhiều ha. Đấy,
màu rất là đậm ha. À, đây sẽ là vẽ theo cái hình chiều tượng ha, các bạn thấy rõ không? À. Mình sẽ đi những cái đường line thật là mỏng thôi. Mình sẽ đi từ từ ha. Vì cái gel của mình nó sẽ không có khô liền á, nên các bạn không có cần sợ là nó khô liền giống như cái nước sơn thường nha. Mình sẽ kéo từ từ thôi. Đó, cái design này thì mình sẽ đi đậm đi lợt nha. Đi những cái đường line á, mình sẽ đi từ đậm tới lợt, từ lợt tới đậm ha, tùy theo cách sắp xếp của mình thôi. À, vì cái design line work nó rất là dễ mất sắc nha, nên đến khi mà mình vẽ tới cái line nào mình cảm thấy là vừa ý á, mình sẽ để vào máy một chút xíu ha. Vì khi mà mình cầm cái ngón tay của người khách á, mình rất là dễ làm cho nó mất sắc nha. Đó, rất là dễ chạy. Đó, đúng không? Bây giờ nếu mà Christine vẽ nữa là nó đụng liền. Đó, nên bây giờ là Christine sẽ để cho nó vào máy vài giây nha. Ok, inside. Yeah. Hi Katie. À, đúng rồi, như Huỳnh, đây là cái màu gel vẽ ha. Đây là cái pen gel của Just Nail gồm có 6 màu ha. Những cái màu này rất là dễ thương ha, và rất là dễ vẽ nha. Sẽ help cho các bạn khi mà mình mới tập vẽ cái line work á. À, nó rất là dễ, nó rất là mạnh nha. À. Thấy không, các bạn thấy không, Christine đi rất là nhẹ nhàng thôi. À, vì những cái màu này rất là dễ vẽ, màu đen rất là đậm ha, các bạn thấy không? Đó, đường vẽ rất là mướt nha, đường vẽ rất là mướt nha. Đó, nên là Christine tự tin và chia sẻ với mọi người về cái màu này nha. Nếu mà các bạn mẹ mỏng á, thì không sao, mình có thể để 10 second, 20 second thôi cũng được. Còn khi mà các bạn vẽ dày á, vẽ một cái đường line mà dày ở là dày á, mình phải để là 30 đến 1 phút nha, tùy theo cái độ dày của cái design mình làm nha. Thấy không? Trong cái design này mình sẽ có một ngón này thôi. Đó, còn lại những cái kia thì mình sẽ thiết kế là ok inside. Mình nên cho nó vào chút xíu ha. Tránh cái trường hợp mà nó bị hư cái, mình buồn lắm á. Vì cái line work khi mà mình vẽ đi vẽ lại nó mất hứng đi, đúng không? Mình không có hứng vẽ lại nữa, nên là cố gắng làm sao ha. Vừa vẽ xong cái bước đó là mình cho nó vào máy liền. Hi Annie Love. À, cái set màu vẽ này là có 6 màu nha. Hiện tại là công ty chỉ bán là đi theo từng set thôi. Và khi các bạn order trên website, các bạn có thể là đánh cái order của Tammy Nguyễn, Randall, Amy Nguyễn và Tracy Lương nha, để mà các bạn có 10% discount cho cái total cái order nha. Thì các bạn help Christine khi mà vô, các bạn đánh cái order đó vô nha, để các bạn là có 10% off cho tất cả các sản phẩm của Just Nail nha. Hồi nãy là Christine quên đánh cái code đó ra và chia sẻ với mọi người nha. Khi mà Christine sắp xếp xong cái công việc á, thì sẽ thường xuyên like và chia sẻ với mọi người về những cái sản phẩm Good Products nha. Đó. Good Products. Đó. Khi mà Christine chia sẻ về những cái sản phẩm á, thì Christine phải tự tin lắm. Đó. Và xài thử test lại những cái sản phẩm đó và mới chia sẻ với mọi người được. Đó. Mọi người thấy rõ không? Đó, từ từ Christine kéo nó ngang qua một chút ha.
Đây, thế là mình xong, mình sẽ cho nó vào máy một chút xíu ha. Ok, giải phút. Ok, để Christina đánh cái coaster ra cho các bạn nha. Đó, Tammy Nguyễn nè, Amy Nguyễn nè. Đó, khi mà các bạn order những cái sản phẩm bên Just Now, các bạn đánh những cái code này vô thì các bạn sẽ có 10% off nha cho tất cả các order nha. Đó, Ryan Hồ nè. Đây, những cái sản phẩm này á, các bạn có những cái thắc mắc gì á, các bạn có thể liên lạc với công ty hoặc là các bạn có thể liên lạc với Tammy nè, Nguyễn nè, Ryan Hồ nè và Tracy Lương, và các bạn đó sẽ help các bạn trả lời những cái câu hỏi nha. Đó. Đó, thank you cả nhà nha. Trời ơi, yêu lắm à. Ok, bây giờ là mình sẽ cho cái đường này hơi lớn chút xíu để tạo cái điểm nhấn cho cái design ha. Đó, mình sẽ thay đổi một chút xíu về cái bố cục này. Đó, Christine bây giờ để cái camera rất là sát nè. Nên là hy vọng là các bạn coi cho nó rõ nha. Thấy không các bạn? Đó, mình đi cái đường line rất là mỏng thôi. Rất là mỏng thôi nè. Đây là cái mình đi theo cái design là chiều tượng nha. Nên nó sẽ không có một cái gì gọi là nhất định. Đây các bạn thấy không, treo vẽ rất là dễ vẽ ha. Mình đi làm sao, Christine muốn đi làm sao để mà còn giữ được những cái màu sắc ombre ha. Trong khi mà các bạn khi mà các bạn nhìn vào á, thì nó sẽ vẫn còn cái ombre ha. Nó rất là đẹp. Đó, khi mà các bạn đi được những cái đường chính này đó thì mình sẽ tiếp tục đi vào bên trong ha. Mình sẽ đi các bạn muốn đi như thế nào cũng được, nhưng mà miễn sao khi mà mình đi mình cảm thấy nó hài hòa một chút xíu ha, nhưng mà cũng không có đi nhiều quá. Giống như Christine nói, cái design tùy theo cái mỗi design, giống như cái design này đi, Christine là cố giữ một chút gì đó. Gọi là khi mà các bạn lại nhìn vào sẽ còn một chút xíu ombre ha. Nên là Christine sẽ dừng, chuẩn bị dừng. Đó. Đây bây giờ cái ngón live work của Christine đã xong nha. Đây mọi người thấy rõ không? Thank you chị Thi Bỉnh nha. Ok, inside. Và Christine sẽ làm thêm một ngón nữa để là để cho nó sẽ phối hợp với cái bên này. Đó, bên này thì mình có hai ngón ha, và bên này Christine sẽ cho thêm một ngón nữa. Đó, mình sẽ cho thêm một ngón nữa nha để cho nó hài hòa hơn cho cái bộ nail của mình. Okay. Đây ha, mình đã có một ngón thì lát nữa là Christine sẽ design cái 3D ở đây, và mình sẽ đi cho cái ngón này. Đó, mình sẽ đi một đường thẳng và mình sẽ đi song song hai bên nha. Các bạn thấy cái top coat này rất là hay không? Đó, Christine mới vẽ xong nhưng mà sau đó là nó bị hư. Đó, Christine lấy acetone chùi lên nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ bóng của nail ha. Nó không có bị mất shape ha, nên nó cái top coat này á, rất là bóng. Đó, mình có chùi cỡ nào đi nữa là nó vẫn last long ha. What do you want?
Và khi cái thực sự thì cái top quote của Just Nail rất là có nhiều cái review từ các khách hàng ha, nhưng mà Christine thì tôn trọng cái khách hàng của mình đó, đó khách hàng review cho mình nhưng mà khách hàng không có muốn là hả Just Nail show up ra viết tên của các bạn ra, nên là hả Christine không có để những cái feedback của khách hàng về những cái sản phẩm của Just Nail ha. Nhưng mà sau này và sắp tới Christine sẽ hỏi ý kiến của khách hàng đó, và sẽ update những cái review của khách hàng lên cái Facebook của Just Nail. Thì Christine hy vọng thì anh chị là sử dụng sản phẩm của Just Nail thì có thể là cho Just Nail sử dụng những cái feedback good nha. Đó. Và bên cạnh đó thì các bạn có ý kiến gì về những cái sản phẩm của Just Nail thì các bạn có thể ý kiến cho tất cả các thành viên của Just Nail ha, để mà mọi người có thể thay đổi và cố gắng làm ra những cái sản phẩm thật là tốt, chia sẻ với mọi người hơn. Đó, nên các bạn đừng có ngại khi mà các bạn có những cái ý kiến góp ý cho Just Nail ha. Just Nail và Christine sẽ cố gắng luôn luôn sẵn sàng tiếp thu những cái ý kiến của khách hàng nha. Đó, vì khách hàng là các bạn là sử dụng trực tiếp những cái sản phẩm mỗi ngày, nên là các bạn có những cái ý kiến gì cứ chia sẻ với Just Nail ha. Ôi màu đẹp quá, các bạn thấy không, rất là dễ thương ha. Top rất là đẹp ha, thank you mọi người lắm. Đây ha, màu rất là đẹp. Khi mà mình phối hợp những cái màu này ra và Christine chỉ cho thêm những cái đường line như vậy, các bạn thấy nó rất là dễ thương không? Và cái ngón này nữa, tuy là nó khác màu, mình phối hợp khác màu nhưng mà mình chỉ cần design thêm một chút xíu lên là các bạn thấy nó rất là khác đúng không? Hai cái màu này nó hoàn toàn khác nhau nhưng mà khi mà đi chung một cái design nó vẫn rất là đẹp ha. Vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Anh khó nghe kinh. Lần sau khi mà mình làm live sẽ nói tiếng Việt thôi, không được nói tiếng Anh nữa. Thật sự là cái giọng của Christine nó nói tiếng Anh rất là khó nghe. Nhưng mà cái người khách của mình nó nghe hiểu. Tại cái giọng á nó nhẹ quá, nói tiếng Anh là phải mạnh. Đó, nên là hả cái giọng Christine nói tiếng Anh nó không có hay. Cố gắng lắm, lần sau chắc phải phải học một khóa luyện giọng. Ok, bây giờ là mình xong cái này ha. Mình sẽ qua một ngón 3D, sau đó là mình sẽ đính đá nha. Đối với cái ngón mobile như thế này, Christine làm bằng bột nha, nên là sẽ không có thêm bất cứ cái gì vào nữa. Bây giờ, ô dọn hết màu à. Đây là cái màu dark pink ha. Đây là cái màu dark pink. Dark pink. Đó, Christine sẽ làm màu 3D, sẽ làm 3D nha. Đó, mình sẽ làm cái 3D bông hot dark pink đi. Cho nó dễ thương nha. Bây giờ là mình sẽ test cái màu trước. Trước khi làm bất cứ cái design gì ha, về cái phần 3D mình sẽ test trước, tại vì tùy theo cái design mình phối màu nữa. Nên là Christian chia sẻ mình sẽ test cái màu trước. Màu này không được ha. Bây giờ là mình sẽ lấy thêm màu nha. Christine ơi, xấu trai vẽ đó có cỏ vẽ. Anh Thi Nguyễn ơi, cây cỏ vẽ chưa có nha. Cây cỏ vẽ chưa có nha. Nó chỉ là 6 màu thôi. Thì sắp tới là Just Nail sẽ cố gắng kiếm ra được cái sản phẩm cỏ tốt cho các bạn nha.
Mình chưa từng làm qua cái bông màu xanh nhưng mà hôm nay thì hy vọng là nó sẽ good nha. Đó, mình sẽ chưa có làm qua bông màu xanh nhưng mà có thể là nó sẽ good nha. Christine đang xài cái liquid của Chanel nha các bạn, liquid Chanel nha. Bây giờ là mình sẽ test những cái màu này trước khi làm ha. Đó, Christine chưa có làm qua bông màu xanh nhưng mà hy vọng là nó sẽ cứt. Màu nó ra đẹp lắm. Vì hiện tại là Christine không có xài cây cỏ nào của hiệu nào. Và cái cỏ này á, Christine mua á, đợt rất là lâu rồi. Christine mua bên Việt Nam đó. Nhưng mà một phần nào đó là Christine sử dụng thường xuyên á, nên là tuy là nó hơi, đối với các bạn có thể là nó hơi khó chút xíu, nhưng mà đối với Christine á thì có thể là dễ xài, nó quen rồi đó, nó quen rồi đó, một phần nào đó nó quen rồi đó, nên là Christine thấy nó rất là dễ xài. Nhưng mà đợt vừa rồi là Christine có nhiều người mua dùng cây cỏ như như vậy, nhưng mà cái chất lượng nó lại khác, lại khác cái đợt đầu, nên bây giờ Christine cũng không có dám recommend hay là gợi ý cho mọi người mua cỏ nào nữa, vì Christine chưa có sử dụng qua nên là sẽ không có gợi ý được cho các bạn nha. Đó, mình có thể là mua thử về và mình xài thử. Đó, vì hiện tại là Christine không có xài cái cỏ nào hết á, chỉ xài mỗi duy nhất một cái cây cỏ mà Christine mua mấy năm về trước rồi. Nhưng mà mỗi cái cây cỏ của Christine nó đi chung với lâu quá rồi nên nó có nhiều tình cảm hay sao ấy. Mà Christine dù có nó có bị cái gì cũng không có không thấy hả? Ok, đưa qua đây chút xíu nha. Giờ mọi người thấy chưa? Thấy chưa ha? Thấy không? Các bạn thấy Christine đang lấy cái màu của Chanel không? Đây là cái màu hồi nãy là Christine đắp nha. Bây giờ thì mình sẽ làm 3D luôn nè. Các bạn thấy không? Christine đang làm 3D nha, với cái màu của Chanel nha. Đây không, mọi người có thấy rõ không? Thực sự thì cái cây cỏ á, thì các bạn xài á, mình khuyên các bạn là đừng có rửa acetone nha. Vì khi mà các bạn rửa acetone cỏ bằng acetone á, thì cái độ oil của cỏ nó mất đi rồi. Đó, nó sẽ làm rất là dễ dính bột nha. Giống như cây đắp bột vậy đó. Đó, tất cả các loại cỏ nếu mà mình rửa bằng acetone á, sẽ hư cỏ nha. Đó, nên là Christine là chia sẻ mọi người đừng có rửa acetone nha. Và cây cỏ nào cũng vậy, khi mà mình mới có thì nó tuy là nó dễ xài nhưng mà mình chưa quen á, một phần nào đó nó cũng rất là khó ha. Xài một thời gian rồi các bạn quen dần thì nó sẽ dễ hơn. Đó, cũng giống như những cái cây cỏ mà Christine làm đó. Thì nó cũng rất là thê thảm luôn, mất sắp nhiều lắm. Đó, nhưng mà khi mà mình xài á, xài quen rồi đó thì nó vẫn rất là dễ làm nha. Mình sẽ sử dụng 4 tông màu ha. Các bạn thấy cái bột Chanel dẻo không? Khi mà các bạn làm á, muốn nhận biết là cái bột dẻo hay là không dẻo á, các bạn làm 3D mà nó không có bị vẽ cánh á, thì chứng tỏ là cái bột đó dẻo ha. Mình có thể làm 3D luôn. Khi mà bột đã dẻo như vậy rồi đó, các bạn đắp á, rất là sướng tay và dip cũng rất là dẻo nha. Rất là dễ ăn cái glue mình ha. Đúng rồi ha, cỏ vẽ nếu mà vẽ bằng treo các bạn nên rửa bằng bay hoặc là thấp khốt thôi, hoặc là chùi thôi cũng được ha. Đó, vì nếu vẽ bằng treo các bạn giết rất là dễ bảo quản, mình có thể rửa bằng thấp khốt nha. Thấp khốt treo á, đừng có rửa acetone nha, hay là alcohol cũng không có được, mình chỉ rửa bằng thấp thôi. Đó, thấp hoặc bay để cho nó bay hết màu thôi.
Đúng rồi, cây cọ một phần cũng do mình nữa nha, chứ không phải là do cây cọ hết á. Nên nhiều khi á mình không thích nó thì mình sẽ không có thích nha. Đây, các bạn thấy rõ không? Thấy rõ ha. Đó, Christine sẽ đi cái bông đơn giản nhất thôi. Đó. Hello Quang Nguyễn. Mình sẽ cho một cánh bông ở đây ha. Mình sẽ đi bốn cánh thôi và kết thúc bằng một cái nhụy nha. Đó. Khi mà các bạn sử dụng bột màu của Chanel làm 3D á, các bạn có tham lắm. Tại vì bột nó rất là dẻo ha, nó không có bị khô nhanh và khô liền. Và khi mà các bạn làm 3D á, thì mình nên sử dụng cái liquid chảy nha, đừng có sử dụng cái liquid khô nhanh quá. Đó, liquid khô nhanh á, là nó sẽ không có làm, mình sẽ không có tham để mà chỉnh những cái đường nét cho cái bột của mình nha. Đây, đây là xong ha. Bây giờ mình sẽ cho hai cánh lá. Khi mà mình cho cánh lá thì mình cũng cho cái màu giống như cái này luôn nha, để nó tông sạch tông luôn nè. Mình sẽ đi cái hai cái lá nhẹ nhàng kéo vào chính giữa cánh bông nha. Mình sẽ sắp xếp sao cho nó cái cạnh của cái lá nó sẽ nằm gọn trong cái neo của người khách nha. Đó, và nó không có cần đi ra ngoài quá, vì lát nữa là mình sẽ design thêm một chút xích đá nữa. Thì hầu như là cái design của mình sẽ đi hết 10 ngón cho cái 10 ngón cho cái đai mình ha, giống như đây đó, giống như đây đây ha. Đó, mình sẽ đi hết 10 ngón đai mình luôn. Thì lát nữa là Christine sẽ chia sẻ cái cách đính đá của treo đính đá, về cái treo đính đá nha. Đó, các bạn thấy lạ không, 10 ngón mà có một ngón 3D thôi. Nhưng mà các bạn đừng có lo nha, khi mà mình làm cho cái người khách của mình, nếu mà mình sắp xếp và phối hợp cái màu nó đâu vào đó á, thì tuy là nhiều màu nhưng mà nó vẫn đẹp nha, nhìn nó vẫn rất là bắt mắt đó. Mình sẽ làm cái gì đó lạ lạ cho các người khách của mình ha. Thế là mình xong cái bông 3D ha. Đó, các bạn thấy cái màu nó rất đẹp đẹp không? Hello, mong được bình yên. Bay treo để lâu ngoài sáng nó cũng khô mà em. Cái bay treo khi mà mình để ngoài sáng á, tùy theo cái loại đèn ha. Tùy theo cái loại đèn, nếu mà mình phơi nắng nhiều quá nó sẽ khô cứng luôn, không xài được nữa. Hi à, bây giờ là mình sẽ xong cái 3D ha. Mình sẽ qua cái phần đính đá, và phần đính đá xong thì mình sẽ kết thúc cái design này. Christine sẽ chia sẻ cái cách đính đá của Chanel bằng cái treo đính đá nè. Lọ treo đính đá. Đính đá ở đâu rồi? Ok, đây là cái treo đính đá của Chanel ha. Đối với cái treo đính đá này, các bạn có thể sử dụng thêm cái chai thấp khốt hoặc là không nha. Đó, mình có thể sử dụng cái treo đính đá này luôn, vì khi mà các bạn đính đá lên á thì nó sẽ khô rồi ha. Đó, mình không có cần thêm cái thấp khốt nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn á, vì trường hợp á, các bạn nếu mà sơn cái treo đính đá dày quá, nếu mà mình không có lót một lớp bay lên nữa thì hả, khi mà mình làm cho cái người khách của mình á thì nó dễ bị thấy cái đường lằn nha.
Nên là hả, cô xin cũng chia sẻ luôn, mình có thể sơn một lớp mỏng cái đó lên. Cái thấp khuất, ok. I feel it for this one. Ôi trời ơi, cắt của mình nó chưa có khô nè. Cho đó, đây là cái hậu quả khi mà mình để vào máy mà nó chưa có khô nha. Không sao, mình sẽ vẽ lại ha. Hi my love. Ở sai thì mình sửa nha. Hello Bùi, khỏe không Bùi? Đây là ha, bây giờ mình sẽ sửa lại ha, mình sẽ vẽ lại và cho vào máy nha. Vì hồi nãy tay khách để vô mà mình quên bấm đèn đó. Không sao, mình sẽ sửa lại, không sao hết. Đó, cái gì cũng có cách giải quyết nha, các bạn đừng lo lắng. Nên Christine hay nói là ngày mai trời lại sáng. Đó, hôm nay không giải quyết được thì mình cứ ngủ một giấc thật là ngon. Và ngày mai, đó, tự nhiên là nó sẽ có cách giải quyết à. Còn nếu mà không giải quyết thêm được nữa thì mình ngủ thêm giấc. Đó, đúng không? Mình ngủ thêm giấc ha. Cũng giống như cái design này, nếu mà không giải quyết được thì mình dũa dũa xuống và vẽ lại ha. Nhưng mà không, không cần ha. Đây là cái mình đã giải quyết được, thấy không? Đúng rồi, màu đẹp xanh tươi quá ha. Dạo này là hả, dạo này Christine sử dụng toàn những cái màu xanh tươi luôn mà. Màu rất là tươi luôn á. Bộ nào bộ đó là hả, sử dụng tới mười mấy màu luôn mà. Đó, vì Christine muốn chia sẻ với mọi người cách phối màu. Tuy là nó nhiều màu nhưng mà mình phối màu, nếu mà đi tông theo cái tông á thì nó cũng rất là dễ thương ha. Khi mà các bạn chấm những cái bi này, đối với tất cả các loại treo á, mình nên để lâu một chút xíu ha, vì những cái viên bi này nó hơi dày. Đó, nên mình phải để hơi hơi lâu một chút xíu để chắc chắn là nó khô nha. Thank you mọi người nha. Chúc cuối tuần thật là vui. Ngày mai trời sáng đúng không? Đúng rồi, ngày mai trời nó sẽ sáng thôi. Dù mình có giải quyết được hay không thì ngày mai trời nó cũng sáng đúng không? Nên tại sao là Christine hay thấy có một cái người bên Ấn Độ nó hay nói vậy nè. Các bạn đối với một cái công việc các bạn giải quyết không được, các bạn buồn cũng vậy thôi, các bạn sẽ không làm được gì hết. Dù có buồn cũng không giải quyết được. Nên các bạn hay coi như là nó không có tồn tại. Đó, mình sẽ đợi chờ ngày mai gì sẽ tới. Hai chị Linh Ly, hai chị khỏe không chị? Bây giờ là hai cái ngón này ha. Khi mà Christine muốn làm cái treo đính đá nè, mình sẽ lấy một cái cây cọ quét keo nha. Cọ nào cũng được hết á. Đó, nó sẽ quét keo vừa. Đây ha. Đây là cái hũ treo đính đá nè. Cái treo đính đá này khi mà các bạn á, Christine sẽ chia sẻ ha, cái ngón này nè. Christine sẽ không có để cái thấp hốt lên ha. Tại sao? Tại vì á, Christine muốn chứng minh cho các bạn thấy, khi mà mình để keo đính đá này lên á, là khi mà các bạn hơ máy là nó khô rồi, nó không có bị rít nha. Nó không có bị rít nha. Cái hũ treo đính đá màu đen ha, các bạn có cái chai này nè. Đây ha, các bạn không có cần để
mới thôi, các bạn không có cần để cái thấp hốt cũng được nha. Đó, lát nữa là cô xin sẽ làm cái món khác và các bạn để thấp hốt lên cũng được nha. Đó, nên tùy theo các bạn thôi, vì cái thấp hốt mới của Just Nail này là không có cần để, không có cần hả các bạn sơn top nha. Mình vẫn có thể là cho nó khô, nó không có bị rít. Đó, mình sẽ cho nó qua một bên ha. Bây giờ là mình sẽ đính đá, vì cái tông hôm nay của mình nó là sẽ có màu gold. Đó, nên là mình sẽ sử dụng cái màu gold làm chính ha. Đó, đây là cái cây đính đá của Just Nail. Khi mà các bạn có cái cây này á, các bạn có lấy cái tay á, bẻ cái đầu nha, các bạn nên chùi thôi. Đó, chùi vô tờ giấy gì đó thì nó mất, nó sẽ, nó không có bị mất đi cái sáp này và nó lại dính lại nha. Vì khi các bạn á nhiều quá nó bị dính vô mấy cái keo á, nó làm mất đi cái độ dính. Các bạn chỉ cần quẹt nhẹ vô cái tờ giấy thôi. Đó, quẹt nhẹ thôi là nó cái nó sẽ mất đi cái keo đó và các bạn dính lại bình thường nha. Đây mình sẽ đi từ từ ha. Thấy không, các bạn thấy nhất rất là dễ dàng đúng không? Đối với những cái diamond nè. Rất là dính nha. Đây ha, mình sẽ đi từ từ nè. Các bạn thấy không? Nó hít rất là tốt ha. Nếu mà các bạn đi một mình á, nhiều anh chị thắc mắc, ừ tại sao cái keo đính đá khi mà các bạn để thấp hốt lên á là nó sẽ bị chảy đúng không? Thì á, thì các bạn khi mà các bạn để cái thấp hốt lên á, tất nhiên rồi cái độ lỏng của thấp hốt nó sẽ làm cho keo nó chảy một chút xíu, nên là các bạn phải nhanh tay chút xíu. Mình chỉ cần để một lớp mỏng thôi, các bạn không có để nhiều quá. Nhiều quá thì cái thấp hốt nó sẽ bị chảy nha. Đó, nên các bạn khi mà apply á, mình chỉ làm cho một lớp thật là vừa thôi, vừa đủ thôi. Đừng có dày quá. Dày quá nó sẽ bị chạy hai bên nha. Cái nó sẽ làm cho cái diamond của mình nó bị mua đi. Đó, còn cái treo đính đá này nếu mà các bạn đi một mình á thì nó sẽ không có bị ha. Nó không có bị nè, các bạn thấy không? Nó không có bị gì hết á. Đó, mình để đâu thì nó nằm đó. Đó, mình nhẹ nhàng đúng không? Rất là nhẹ nhàng ha. Rồi cho thêm cái nữa vào đây. Đi nhỏ thôi. Mình sẽ đi theo cái khiêu địa cổ tam giác nha. Giống như cái bên tay kia vậy đó. Mình cắt màu này. Cây đính đá này thì hít rất là nhanh nha. Đó, nó hít ra cái màu khác luôn. Đây, mình sẽ từ từ, sau đó thì mình sẽ đi qua cái size nhỏ hơn nè. Các bạn thấy rõ không? Đó, đây là cái đính đá ha. Nhiều anh chị mua đính đá về làm sao xài á. Bây giờ Christine chia sẻ xài luôn. Và bên cạnh đó là Just Nail và mọi người á làm rất là nhiều like chia sẻ cái cách đính đá này ha. Đó, thường á, những cái like của Christine thì nó hơi lâu chút xíu, nên các bạn á chịu khó lưu lại và mình coi từng khúc tùy theo cái sản phẩm ha. Đó, mình có thể chia ra mình coi nè. Đây, khi mà các bạn á, làm cái treo đính đá này á, bằng cái treo đính đá này á, khi mà các bạn làm xong nè, các bạn để vào máy trước nha. Đó, hoặc là bên cạnh đó, vì tới khi mà mình quét keo á, nhiều khi á, các bạn thấy không, cái keo nè, nhiều khi nó hơi dư á, nó sẽ thấy những cái đường lằn đúng không? Đó, nên tại sao là khi nhiều bạn á, làm á, mình để một lớp thấp hốt vô, hoặc là các bạn đính xong á, mình mới để một lớp thấp hốt mỏng bên hông nha. Đây nè, mình cũng có thể để bên hông nè. Để làm gì? Để mất đi những cái đường lai á của keo đính đá. Vì á, như vậy á, nhìn nó xấu lắm. À, thấy không các bạn không? Khi mà mình để vậy nè, nó mất đi cái đường nét rồi, cái đường cao đó rồi. Nó sẽ hòa nhập vào hơn ha. Ok, inside ok. Yes. Xong hả? Đó, thấp hốt rất là bóng ha mọi người ha. Đó, thank you Alma, thank you, cảm ơn mọi người nha.
Rồi, ok, this one. Rồi bây giờ Christine chia sẻ cái keo đính đá khi mình có thể là apply cái mấy giờ ta? Đó, mình sẽ apply nè ở cuticle nha. Đó, cái design này mình sẽ đi cái cuticle thôi nè. Đây các bạn apply cái cuticle xung quanh chỗ mà mình muốn đúng không? Đây mình sẽ sử dụng một cái mình đánh đây mình đâu thì mình sẽ sử dụng ở đó nha. Đây các bạn thấy Christine không? Đó mình đi check cái treo đính đá vào đó nè, nhẹ nhàng thôi, các bạn không cần vội và mình có thể sử dụng từng chút một nha. À, chứ mình không có cần nhất thiết là phải lấy cho thật nhiều, thật nhiều và thật đau nó chạy nhiều quá. Rồi khi mà mình check keo đính đá xong á, mình sẽ sử dụng một lớp top mỏng nha. Khi mà các bạn sử dụng top mỏng á, mình chỉ cần đi một lớp mỏng thôi, các bạn thấy không? À, đi một lớp mỏng thôi và mình nhẹ nhẹ quẹt vào cái chỗ treo đính đá đó, nhẹ nhẹ ha, thật là nhẹ thôi ha. Sau đó mình sẽ gắn diamond nha. Thì cái design này thì mình sẽ gắn cuticle diamond thôi. Các bạn thấy không, khi mà Christine sử dụng đúng cái liều lượng và mình viết đúng cái số lượng cái keo với cái top coat thôi thì nó sẽ không có bị chạy ha. Các bạn thấy không, có bị chạy không? Nên các bạn khi mà quét á, mình nhớ nên nhớ là mình sẽ sử dụng cái top coat thật là ít thôi chứ đừng có nhiều quá nha. Đó, một lớp mỏng thôi. Đó, đừng có dày quá. Nếu mà dày quá nó sẽ làm cho cái keo của mình nó lỏng đi. Đó, nó sẽ chạy những cái diamond của mình nha. Ừ. Đây, thế là xong nha. Ok. Yeah, mình sẽ để vào máy. Ok, inside. Rồi, bây giờ Christine kết thúc cái treo đính đá này. Bây giờ là Christine sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách gắn đá bằng glue nha. Emergency thôi, mình có thể sử dụng. Nhưng mà đối với cái glue dán, glue bằng diamond á, bằng glue á, thì nó hơi khó khăn chút xíu. Vì nó đòi hỏi cái là mình nhắm sao thì phải trúng vậy. Đó. Đó, thấy chưa? Đó, bây giờ là mình xong ha. Mình sẽ cho nó diamond vào đây nè. Các bạn thấy không? Đó. Mình sử dụng một chút xíu bi ha. Đó. Chút xíu bi vào đây để làm cho cái nail của mình dễ thương thêm nè. Rồi các bạn thấy không? Đó, sorry nha. Đó. Hơi qua quá. Cô lộn rồi. Gắn diamond nhiều quá, gắn lộn màu. Thì ở đây mình không cần gắn nhiều quá vì cái nền của mình á, cái nền design này á, nó đã có cái gold glitter nha, nên là mình chỉ cần gắn cái đại khái thôi. Đó, cho nó có thôi nè. Đó, rất là dễ thương ha, dễ thương quá đi. Ok, thì mình sẽ qua cái phần bên này, mình sẽ cho cái diamond nó hiện hữu qua bên này luôn nha. Để cho nó đẹp luôn. Trời ơi, nó có bị dính quá. Yeah. Hi, Andy Trừng. Đó, sắp xong rồi nha. Bây giờ mấy giờ rồi mọi người? Giờ Cali nha. Giờ Cali mấy giờ rồi nha? Hả? 9 giờ rưỡi rồi hả? Mấy giờ rồi? What time?
What time now? 9:30. Hả? 9:30. Oh my god, 9:30 rồi hả? Ủa, mình làm lẹ lắm mà. Hồi nãy mình mới bắt đầu làm live có 7 giờ mà. Mình làm bộ này 2 tiếng rưỡi hả? 9:30. Oh my god. Trời ơi, làm rung quá à, khuya quá rồi vậy hả? Thôi làm riết là không biết giờ luôn rồi. Ok à, vậy là mình kết thúc cái bông này đây. Sau đó mình sẽ qua cái hai ngón kia ha. Mình cho thêm chút xíu thôi. Trời ơi, làm có một bên tay mà gần 2 tiếng hả? Buông vậy à, thì cái ngón này là Christine sẽ cho một viên diamond thôi, chứ không có cần nhiều ha. Đây đó, một viên thôi, không cho nhiều quá. Và cái thấy rất là bóng ha, bóng quá đi mất. Dễ thương quá đi mất. Ok, những món này xong rồi, món này mình sẽ cho cái top coat vào đây ha. Ok, inside. Ok. Ồ, like gần 2 tiếng rồi hả? Nào có một bên tay mà 2 tiếng hả? Đó, lần sau là chắc Christine chọn cái nào à? Làm mà sơn si lát cho nó lẻ. À, mình còn một ngón thôi. Mình sẽ dán ha, cho nó xong nha. Đó. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Bây giờ mình chỉ cần còn có một ngón diamond nữa thôi là mình sẽ xong cho cái design này. Đây là mình sẽ đi cái cuticle diamond nha. Tại bên này á, mình cũng đi như vậy ha. Nên là bên này mình sẽ cho nó mát một chút xíu. Hôm nay là mình sử dụng tới 18 màu nha. Nên các bạn rinh 120 màu chắc nail về là bảo đảm mình xài vài bộ là nó đủ màu luôn á. Xài hết luôn á. À, mình phối những màu này với nhau là hả, 120 màu làm cỡ 7 bộ thôi là đi hết rồi. À, là mình sử dụng đều hết cái màu của chắc nail luôn. Vậy chắc nail phải ra thêm màu nha. À, chắc là Christine phải đề nghị là 150 màu đi ha, cho nó đẹp, con số nó đẹp lắm, 150 màu nha. Một trăm hai mươi màu vẫn ít lắm, 150 màu cho nó nhiều. Đó, cho nó nhiều à hả Christine. Rồi à, nếu mà 150 màu á, nếu mà mình xài tiết kiệm là được 15 bộ. Mỗi bộ mình phối 10 màu thôi. Bộ nail này hả? À, bộ nail này Christine lấy nó là 300 đồng được không? 300 được không các bạn? À, 300 nha. Tại vì những cái khách này á, rất là dễ thương. À, vì không có cần nói giá trước, mình cứ làm thôi, lát trả tiền thôi à. Nhưng mà thì á, khách mình nó cũng khó mình quá. Nó đòi nhiều màu quá. Làm một cái tay thôi 2 tiếng, làm hai bên tay 4 tiếng. Ba trăm còn ít quá hả? À, ok, thế là xong ha. À, các bạn thấy dễ thương không? À, bên này là Christine cho thêm 2 viên nữa đi. À, cho nó đủ luôn nè. À, dễ thương quá à. À, thì cái design này có thêm cái màu gold ha, diamond gold ha, nó sẽ làm cho cái bộ nail của mình nó sang trọng hơn. Ok, inside little bit.
đợi chút xíu ha, quay phim xong rồi nha. Mình đang dọn đồ chút xíu nè. Đó, trong khi chờ đợi cái no inside one more. This one. Trong khi chờ đợi mình nhắm tạm cái bên tay này chút xíu. Nên lần sau là Christine sẽ cố gắng chọn những cái design thật là đơn giản luôn ha. Thật là đơn giản làm cho nó nhanh. Hi Jenny. Ok. Đó, bây giờ là mình xong rồi. Mình sẽ qua cái phần chụp hình nha. Đó là để mình để cái dòng vô cho cái tay mình khách lại. Số 5. À, bây giờ là cái bộ nail của mình đã xong ha. Các bạn thấy không, màu rất là dễ thương ha. Màu dễ thương lắm. Bây giờ mình sẽ cho cái phần một chút xíu vitamin đó vào tay cho người khách nha. Ok, bây giờ nè ha, xin chia sẻ với mọi người cái chụp hình nha. Ok, we do the picture. À. Đây ha, đây là cái cách mà hả Christine chụp hình nha, chia sẻ mọi người nha. Vì cái hình của mình á là mình không có sửa được nhiều đâu, mình chỉ là clean cái da được thôi, nên là đến khi mà làm á các bạn cố gắng làm sao để cho cái shape của mình nó chuẩn nha. Đó. Just relax. Khi mà chỉnh xong á, nên nó tốt nhất khi mà mình lấy shape á, mình nhớ chỉnh trước nha. Đừng có đến khi mà mình vẽ xong mình mới chỉnh á, là mình không chỉnh được đâu. Thực ra những cái app á, thì help mình á, là làm sao để cà da cho nó sạch thôi. Nó không có cái chức năng là giúp mình chỉnh cho nó cái thằng méo thằng ngay được, đúng không? Nó không có chức năng á, giúp mình chỉnh méo thằng ngay được. Nên khi mà mình làm ấy, mình cố gắng làm sao cho nó thật là ngay ha. Đây ha. Đó. Christine chỉnh xong cái ngón tay cho người khách rồi. Đó. Bây giờ Christine sẽ quay qua cho mọi người thấy ha. Đây. Đây là cái bộ nail mà Christine mới làm xong ha. Rất là bóng nha các bạn ơi. Đây ha, rất là bóng nha các bạn. Hẹn gặp mọi người trong cái live lần sau nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và help Christine chia sẻ bấm nút share cho cái video này nha. Thank you mọi người nhiều lắm. Ok, chúc mọi người ngủ ngon nha. Thank you Jenny. Bye bye, bye Ryan. Đó, bé yêu dễ thương quá à. Hi Jimmy. Bye Jay, bye mọi người nha. Ok, đây là cái bộ nail mà Christine đã xong nha. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại trong cái live lần sau nha. Thank you.